Luận đại trí đổ, mở ngoặc đơn, Mahaprajna Paramita Shastra, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Giải thích, phẩm mộng hành thứ 58, kinh, bấy giờ Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề. Nếu Bồ Tát ở trong mộng mà vào ba tam muội không, vô tướng, vô tác thời có thể có ích đối với Bát Nhã Ba La Mật chăng? Tu Bồ đáp. Nếu Bồ Tát ban ngày vào ba tam muội có ích ích đối với Bát Nhã Ba La Mật nên ban đêm ở trong mộng cũng sẽ có ích, vì sao? Vì ban ngày, ban đêm ở trong mộng không có khác nhau. Nếu Bồ Tát ban ngày tu Bát Nhã Ba La Mật có ích, Bồ Tát ấy ở trong mộng tu Bát Nhã Ba La Mật cũng nên có ích. Xá Lợi Phất hỏi, Bồ Tát nếu ở trong mộng tạo nghiệp, nghiệp ấy có tích tụ thành không? Như Phật dạy, hết thảy pháp như mộng nên không tích tụ thành. Vì sao? Vì trong mộng không có pháp tích tụ thành, nếu khi thức nhớ tưởng phân biệt lại, nên tích tụ thành. Tu Bồ Đề hỏi, nếu người ở trong mộng sát sinh, khi thức rồi nhớ nghĩ, phân biệt thủ lấy tướng sát sinh, ta giết như vậy khoái ư? Việc ấy thế nào? Xá Lợi Phất đáp, không có nhân duyên thời nghiệp không sinh, không có nhân duyên thời tư duy không sinh. Có nhân duyên thời nghiệp sinh, có nhân duyên thời tư duy sinh. Tu Bồ Đề nói, như vậy, như vậy. Không có nhân duyên nghiệp không sinh, không có nhân duyên tư duy không sinh. Có nhân duyên nghiệp sinh, có nhân duyên tư duy sinh. Đối với pháp thấy, nghe, hay, biết có tâm sinh, chẳng từ trong pháp không thấy, không nghe, hay biết tâm sinh. Tâm ấy có sạch có nhơ. Vì thế nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh. Có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh. Xá Lợi Phất hỏi, như Phật dạy hết thảy các nghiệp, các tư duy xa lìa tự tướng, làm sao nói có nhân duyên nên nghiệp sinh, không có nhân duyên nghiệp không sinh? Có nhân duyên nên tư duy sinh, không có nhân duyên tư duy không sinh. Tu Bồ Đề đáp, vì chấp thủ tướng nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh. Vì chấp thủ tướng nên có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh. Xá Lợi Phất hỏi, nếu Bồ Tát ở trong mộng bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, tu trí tuệ. Đem phước đức thiện căn ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác là thật hồi hướng chăng? Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Di Lặc đang ở trước mặt được Phật thọ ký chẳng thối chuyển sẽ làm Phật nên hỏi Di Lặc sẽ đáp. Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng, Tu Bồ Đề nói Bồ Tát Di Lặc hiện ở trước mặt được Phật thọ ký chẳng thối chuyển sẽ làm Phật, Di Lặc sẽ đáp. Di Lặc Bồ Tát nói với Xá Lợi Phất, sẽ lấy danh Di Lặc đáp chăng? Hoặc lấy sắc thọ tưởng hành thức đáp chăng? Hoặc lấy sắc không đáp chăng? Hoặc lấy thọ tưởng hành thức không đáp chăng? Sắc không thể đáp, thọ tưởng hành thức không thể đáp. Sắc không không thể đáp, thọ tưởng hành thức không không thể đáp. Ta không thấy pháp ấy có thể đáp, không thấy người hay đáp. Ta không thấy người được thọ ký, cũng không thấy pháp có thể thọ ký, cũng không thấy nơi thọ ký, hết thảy pháp ấy đều không hay, không khác. Xá Lợi Phất nói với Di Lặc Bồ Tát, như lời nhân giả nói, như thế là được pháp tác chứng chăng? Di Lặc đáp, như lời tôi vừa nói, như thế chẳng chứng. Bấy giờ Xá Lợi Phất suy nghĩ, Bồ Tát Di Lặc trí tuệ rất sâu. Lâu ngày tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, tu trí tuệ, vì theo nghĩa vô sở đắc nên có thể nói như vậy. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông dùng pháp ấy được A-la-hán, có thấy pháp ấy chăng? Xá Lợi Phất thưa, không thấy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, không nghĩ rằng tu pháp ấy sẽ được thọ ký. Tu pháp ấy sẽ được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật không nghi ta hoặc được hoặc chẳng được mà tự biết thực được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận, hỏi, Xá Lợi Phất vì cớ gì đem việc trong mộng gạn hỏi Bồ Tát về tam muội? Đáp, vì việc trong mộng hư dối như cuồng như điên, chẳng phải thất thật còn ba tam muội là pháp thật. Lại, các chỗ khác nói ở trong mộng cũng có ba thứ. Thiện, bất thiện và vô ký. Nếu y Bồ Tát lấy thiện tâm tu ba tam muội thời được phước đức. Nhưng mộng là việc cuồng si không thể ở trong đó tu thật pháp được quả báo. Nếu có thật pháp thời không gọi là mộng. Vì thế nên hỏi,
Nếu Bồ Tát ở trong mộng tu ba tam muội có tăng trưởng bát nhã ba la mật và phước đức nhóm các thiện căn gần Phật đạo chăng? Ý Thu Bồ Đề là, nếu nói tăng trưởng thời mộng là hư dối, còn bát nhã là thật pháp, làm sao tăng trưởng được? Nếu nói không có tăng trưởng thời trong mộng có thiện, làm sao không tăng trưởng? Không được đáp rằng, có tăng trưởng, không tăng trưởng. Thế nên Tu Bồ Đề xa lìa câu nạn vấn về hai bên ấy, nên đem thực tướng các pháp để đáp. Còn phá hành nghiệp tạo trong ban ngày huống gì tạo trong mộng rằng. Bồ Tát nếu trong ban ngày tu bát nhã ba la mật có ích thời trong ban đêm tu cũng có ích. Nhưng vì trong ban ngày tu còn không có ích huống gì tu trong mộng. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật không phân biệt có tướng ngày đêm. Xá Lợi Phất nghe Tu Bồ Đề nói đã biết bát nhã không thêm, không bớt, không còn gạn hỏi gì nữa. Nay lại nhân việc khác hỏi việc trong mộng. Này Tu Bồ Đề, nếu trong mộng tạo nghiệp, nghiệp ấy có tích tụ thành, nghiệp ấy thật có tích tụ thời, nghiệp ấy có thành quả báo chăng? Nghiệp ấy nếu có thật thời, Phật thường nói hết thảy pháp không, như mộng không thể tích tụ thành được, vì sao? Vì tâm mộng, vi tế, yếu ớt, không thể tích tụ thành nghiệp. Trong ban ngày tâm vi tế, yếu ớt còn không thể tích tụ thành, huống gì trong mộng. Nếu khi thức phân biệt trong mộng đã sinh tâm thiện, bất thiện là đã có thể tích tụ thành. Tu Bồ Đề hỏi, như người trong mộng giết người, khi thức dậy phân biệt rằng ta giết thế là khoái chăng? Nghiệp ấy thế nào, có tích tụ thành chăng? Xá Lợi Phất đáp, hết thảy nghiệp trong ngày hoặc đêm đều từ nhân duyên sinh, không có nhân duyên thời không sinh. Tu Bồ Đề chấp nhận lời ấy. Như vậy, nghiệp có nhân duyên thời sinh, không có nhân duyên thời không sinh, tu duy có nhân duyên thời sinh, không có nhân duyên thời không sinh. Nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Tư duy chỉ là ý nghiệp. Tư là nghiệp thật còn thân, khẩu nghiệp vì do tư nên gọi là nghiệp. Ba nghiệp ấy nhân nơi bốn thứ là, hoặc thấy hoặc nghe, hoặc hiểu hoặc biết, nhân bốn thứ ấy tâm sinh, tâm ấy theo nhân duyên sinh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tội nghiệp là bất tịnh, phước duyên là tịnh. Thế nên, nếu ở trong mộng thấy gì đều nhân việc thấy, nghe, hay, biết trước đó. Trong mộng tạo thiện ác vì sự ngủ nghỉ che tâm, không được tự tại, không có thế lực nên không thể tích tụ. Thành quả báo. Nếu nghiệp ấy khi thức dậy đem tâm thiện ác hòa hợp nên có thể giúp thành quả báo. Ý Tu Bồ Đề là trong mộng tạo nghiệp thật có tích tụ thành, vì sao? Vì có nhân duyên nên mới sanh khởi, nên tâm trong ban ngày với tâm trong mộng không khác nhau, vì cớ sao? Vì đều nhân nơi bốn thứ thấy nghe hay biết làm sinh khởi. Xá Lợi Phất lấy không tánh để gạt Tu Bồ Đề. Như Phật nói hết thảy các nghiệp xa lìa tự tướng, ông làm sao nói chắc các nghiệp nhân duyên sinh, không có nhân duyên không sinh. Tu Bồ Đề đáp, các pháp tuy không xa lìa tự tướng, nhưng phàm phu chấp thủ tướng, có nhân duyên nên nghiệp sinh. Nếu không chấp thủ tướng, không có nhân duyên thời nghiệp không sinh. Thế nên biết hết thảy nghiệp đều từ nhân duyên chấp thủ tướng nên có, trong ban ngày và trong mộng không khác nhau. Xá Lợi Phất lại hỏi. Nếu Bồ Tát ở trong mộng tu sáu ba la mật rồi hồi hướng vô thượng đạo là thật hồi hướng chăng? Nếu trong mộng và trong ban ngày không khác nhau, thời ở trong mộng hồi hướng sẽ phải là thật. Lại, nếu trong ban ngày có tâm chấp chóc thủ tướng, thời không gọi là hồi hướng, huống gì khi ngủ nghỉ che tâm? Tu Bồ Đề cho hai vấn nạn ấy sao xa, khó đáp nên nói với Xá Lợi Phất nên hỏi Di Lặc. Hỏi, cớ gì chỉ nói không mà chẳng đáp? Đáp. Hai đệ tử ấy vì lợi ích cho Bồ Tát nên phân biệt thức với mộng, hoặc đồng, hoặc khác. Vì Phật thường nói hết thảy pháp như mộng, vậy nếu trong ban ngày hành đạo thời trong mộng cũng có thể hành đạo. Di Lặc thấy hai người đều có chỗ chấp không thể thông suốt nên Di Lặc không đáp. Lại có người nói Di Lặc lấy không để đáp. Xá Lợi Phất hỏi Di Lặc, như không được nói, lấy đó làm chứng đắc chăng? Ý Xá Lợi Phất là nếu lấy không làm chứng đắc tức muốn sinh nạn vấn, sao làm chứng đắc được? Nếu không chứng đắc như vậy tự ông chẳng được chẳng biết làm sao nói được. Ý Di Lặc là, ông lấy Niết Bàn làm chứng đắc ta cho Niết Bàn cũng không, vì vô sở đắc nên chẳng chứng đắc. Có người nói, vì Di Lặc chưa đầy đủ Phật Pháp nên nói không làm chứng đắc. Pháp của Bồ Tát là nên biết không, vô tướng, vô tác chẳng nên chứng đắc. Bấy giờ Xá Lợi Phất nghĩ rằng, Bồ Tát Di Lặc có trí rất sâu, nói được như vậy, biết được tướng Niết Bàn mà không thủ chứng ấy gọi là rất sâu. Trong đây Xá Lợi Phất tự nói nhân duyên.
vì Di Lặc lâu ngày tu 6 ba la mật nên có trí rất sâu. Ý Xá Lợi Phất là, Di Lặc kế tiếp sẽ làm Phật nên có thể đáp mà không đáp. Vì vậy Phật trở lại hỏi Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao, ông thấy dùng pháp ấy được A-la-hán chăng? Xá Lợi Phất thưa, không thấy, vì sao? Vì pháp ấy không, vô tướng, vô tác thời làm sao thấy được? Nếu thấy được tức là có tướng, mắt thịt, mắt trời phân biệt thủ tướng nên không thể thấy. Mắt tuệ không có phân biệt thủ tướng nên cũng chẳng thấy, vì vậy đáp chẳng thấy. Phật dạy, Bồ Tát cũng như vậy, khi được vô sanh nhẫn, không nói rằng ta nhờ thấy pháp ấy mà được thọ ký sẽ được vô thượng đạo. Tuy không khởi lên cái thấy ấy cũng chẳng sinh nghi, ta chẳng được vô thượng đạo. Như ông tuy chẳng thấy pháp cũng chẳng nghi ta thành A-la-hán hay chẳng thành A-la-hán. Kinh, Phật bảo tu Bồ Đề. Có Bồ Tát khi tu thí ba la mật gặp người đói rét, lạnh lẽo, áo chăn rách dưới, Bồ Tát nên nguyện rằng. Tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu bố thí cũng như khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có những việc như vậy. Trái lại áo chăn, ăn uống, dụng cụ nuôi sống sẽ như cõi trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ thí ba la mật, có thể đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đề. Khi tu giới ba la mật thấy chúng sanh sát sinh cho đến tà kiến, nhiều bệnh, chết yểu, nhan sắc chẳng đẹp, không có uy đức, nghèo thiếu tài vật, sinh vào nhà hạ tiện, hình thù què quặt, xấu xí. Bồ Tát nên nguyện rằng. Tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu giới ba la mật cũng như khi ta được thành Phật khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu như vậy có thể đầy đủ giới ba la mật đến gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu nhẫn ba mật thấy chúng sanh giận dữ, mắng nhiếc lẫn nhau, dùng dao, cậy, ngói, đá tàn hại, cướp đoạt mạng sống của nhau, Bồ Tát nên nguyện rằng. Tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu nhẫn ba la mật cũng như khi ta được thành Phật. Khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy, trái lại xem nhau như cha mẹ, như anh em, như chị em, như thiện tri thức đều hành từ bi. Này tu Bồ Đề tu như vậy có thể đầy đủ nhẫn ba la mật gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đề. Bồ Tát khi tu tê tê ấn ba la mật thấy chúng sinh biếng nhác, không siêng tinh tấn, xa bỏ ba thừa thanh văn, bích chi Phật, Phật thừa. Bồ Tát nên nguyện rằng, tùy theo bấy nhiêu thời gian ta tu tấn ba la mật cũng như khi ta được thành Phật. Khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như vậy, trái lại hết thảy chúng sinh đều siêng tu tinh tấn, đối với ba thừa đều đọc độ.